cháu chuyển cho chú rồi nhá. Chuyển bao tiền rồi? Cháu lấy 4 con thì cháu chuyển 8 triệu tư thì chú cho cháu 100.000 coi như là lại lộc cho cháu để tăng cho nó mau lớn à. Vâng, xin chào các bạn. Đã có rất nhiều người gọi điện đến trung tâm để hỏi mua con giống đà địa của năm 2019. Và tôi xin chia sẻ video các bạn hôm nay một cái video rất quan trọng qua những cái việc tổng hợp tất cả các câu hỏi của khách hàng mua trong một và thời gian vừa qua. Thứ nhất là tôi cũng xin phép được giới thiệu, đây là hình ảnh từ trung tâm nghiên cứu gia cầm và nơi cung cấp ra cái dàn bố mẹ cung cấp ra rất nhiều con giống cho cả nước, và đây chính là cái ông tổ của cái nguồn đà điểu bắt đầu nhập về Việt Nam và gây ở đây. Đó thì đây là trên cái công đoạn mà chúng ta cho ăn thức ăn chất xơ và chất ngũ cốc, và nhân viên đang đổ trên cái máng dài đó. Ở phần chuồng thì đó là cái phần mái tre, khu vực thức ăn nước uống. Còn sân chơi thì bề ngang của nó là tầm 20 m, bề sâu ghê của nó là tầm 60 m, và nuôi được số lượng để mà đạt sinh sản tỷ lệ chống mái thì có thể là 1:3 hoặc là 1:2, và chúng ta nuôi với diện tích khá rộng một chút, có bóng cây. Tôi xin phép tự giới thiệu, tôi là Vũ Văn Thao, với cái số điện thoại quen thuộc đăng ở trên mạng là 0335305982 và 0989177982. Và các bạn biết đến cái kênh Chim Cu Gáy Hay cũng như là kênh Con Giống Đà Điểu. Và hôm nay tôi xin giới thiệu sơ bộ như vậy, và các bạn có thể đến tại cái địa phận thuộc xã Vân Hòa, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội, chính là nơi là nuôi những cái cặp đà điểu bố mẹ như các bạn đang xem. Đó là những cái khu chăn nuôi biệt lập thuộc quản lý của Viện Chăn Nuôi, và chúng ta đã chuyển những cái con giống đà điểu đi mọi miền Tổ quốc cho bà con nông dân nuôi để phát triển kinh tế. Và tôi cũng là người rất thấu hiểu và đã người xuất thân từ nông dân. Để đi sâu vào nội dung chính của cái video hôm nay, tôi xin chia sẻ cái chủ đề là 13 câu hỏi về chủ đề nuôi con đà điểu. Đó thì các bạn thấy là mình zoom lại một chút, mình nhìn thấy là đây là cái con màu đen đen đang đi ngang ngang góc bên trái màn hình là con trống. Đó. Và con màu nhạt nhạt hơn là con mái. Con trống thì nó sẫm hơn, mỏ đỏ, chân đỏ, kích thước to hơn một chút. Câu hỏi thứ nhất do một số bạn đặt vấn đề là đà điểu tại Việt Nam có xuất xứ ở đâu? Thì ở tại Việt Nam thì do ngoại giao ở bên các nước, đặc biệt là các nước châu Phi, thì đã có cái việc cho tặng 100 trứng về cái Viện Chăn Nuôi, và Viện Chăn Nuôi giao cho Trung tâm Nghiên cứu Gia cầm Thụy Phương thuộc Ba Vì ấp 100 trứng đó, và nở được 37 con và nuôi gột đến bây giờ là cách đây 10 năm, và bây giờ đã là nhân bản ra rất nhiều cơ sở, rất nhiều trang trại tại các vùng miền khắp trên toàn quốc. Thì vậy như vậy là đà điểu cũng là đà điểu giống to, một tạ đến một tạ tư, xuất xứ là đà điểu châu Phi. Ông tổ đà điểu là gì? Là châu Phi và sa mạc, đúng không? Là vùng nóng. Câu hỏi thứ hai là hiện nay ở Việt Nam có những vùng nào là có đà điểu? Thì dân thiệu ra thứ nhất là Ba Vì là số 1, thứ hai Hải Dương, một số khu vực ở trong Nghệ An, rồi trong thành phố Hồ Chí Minh, nhưng đều là những cái nơi con nuôi con đẻ ở viện trung tâm ra Thụy Phương. Vì Thụy Phương mới là đơn vị đầu tiên suy vận đơn vị được giao trách nhiệm nhân bản và nghiên cứu. Câu hỏi thứ ba là đà điểu bao nhiêu kg và cao như thế nào? Thường thì con mái nó khoảng từ 80 cân đến 1 tạ mốt, và con trống nó khoảng từ 1 tạ đến 1 tạ tư. Đấy. Và chiều cao của nó thì các bạn nhìn đấy, riêng cái phần chân của nó đến phần lưng, đến phần đầu, nếu mà nó ngoi hết cỡ nó cao thì nó với đến cái mức độ là rơi tầm khoảng 2,5 m các bạn nhé. Nó có thể với được những lá cây cao khoảng 2,5 m. Có những con các bạn hình như dùng cái mái tôn kia kìa. Đấy, có những con cao là với gần như là chạm. Đấy. Thì các bạn biết là một đầu một với mình còn không tới rồi. Thế còn cái chân của nó thì cao như chân con bò kia, các bạn biết rồi. Cái phần yếm của nó từ phần bụng, gầm bụng đến phần chân kia của nó, tôi nghĩ
Mà các bạn cứ hình dung cái người đang cho ăn đang đứng kia kìa, đang đứng khom khom một chút. Đó, đội nón đấy. Các bạn thấy là nó đâu, nó đấy, đấy. Chiều cao của con đà điểu nó là rất là cao các bạn ạ. Đấy, cân nặng như vậy. À, cách nhận biết con đà điểu trống và con đà điểu mái thì tôi vừa nãy tôi cũng tranh thủ vừa nói. Con đà điểu trống thì màu đen sẫm. Đấy, cái ống chân trước, phía trước ở chỗ ống giò của nó là màu đỏ. Cái mỏ màu đỏ. Còn con mái thì toàn thân là màu nhạt và không có màu đỏ nào cả. Kích thước nhỏ hơn, xương xương nhỏ hơn một chút, trọng thể nó khác nhau một chút đúng không ạ? À, vậy câu hỏi thứ năm là nuôi con nuôi bao lâu thì có thể là thịt bán thương phẩm hoặc là bao lâu thì nó có thể đẻ và cái tỷ lệ trống mái thì nuôi như thế nào? Thì thứ nhất là muốn thịt được thì các bạn phải nuôi ít nhất là 6 8 6 tháng đến 8 tháng. 8 tháng thì nó đạt một tạ đúng không ạ? 7 tháng một đạt một tạ. Và nếu mà nuôi nuôi đẻ thì các bạn phải tính đến 1 năm rưỡi đến 2 năm bắt đầu là con đà điểu mái bắt đầu là phát triển buồng trứng và rụng trứng đẻ trứng ra. À, cái tỷ lệ trống mái để nuôi sinh sản thì các bạn nuôi, nếu nuôi bột một bộ thì có thể là nuôi 1:3 1:4, nếu các bạn nuôi càng nhiều càng ít thì tỷ lệ rút xuống còn một gì à, có thể là 1:1:4 hoặc là hơn nữa, càng đông thì nó càng đánh chéo nhau nó. Và trứng của nó thì đẻ 1 năm thì có thể là dao động từ khoảng 40 đến 5 60 một 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 lần một mùa đẻ của một con đà điểu mái đấy. Và trứng thì nó đẻ có thể có những con nó nằm xuống ngồi xuống nó đẻ, có những con đẻ đứng, vỏ trứng rất là dày có thể dùng làm mỹ nghệ. Và trứng có thể là ấp, sau khi cho vào ấp ấp bằng nò nhá, nó không tự ấp đâu, ấp bằng nò và nó chuyên dụng với công nhân có nghiên cứu có đào tạo. Thì sau 42 ngày sẽ nở ra chú đà điểu con rồi cho để chúng ta là úm và chúng ta ngừa thuốc, rồi chúng tôi sẽ đạt tiêu chuẩn qua KCS, qua các phòng ban là chúng tôi sẽ chuyển cho các bạn trên mọi miền Tổ quốc, đặc biệt là các bạn ở xa có tại văn phòng tại bến xe miền Đông và văn phòng tại khu vực miền miền Bắc miền Trung thì rất là thuận tiện, còn khu vực miền Nam miền Tây thì các bạn phải liên hệ trước để chúng ta kết hợp với nhau. Đà điểu thì câu hỏi thứ 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 sáu là đà điểu là thức ăn của nó là gì? Thì thứ nhất là báo cáo các bạn là nó là họ là lông vũ, họ gia cầm, họ hai chân. Đấy các bạn nhìn thấy không? Cái ngón hai ngón áp vào nhau thì nó đã được tiến hóa cụt đi để nó thuận tiện cho việc chạy. Và nó ăn chủ yếu là thức ăn thô và thức ăn tinh bột. Thô thì gồm có gì? Rau muống, rau hoa trắng, chuối, rồi những cái hoa lá ở vùng nông thôn, bèo đúng không ạ? Rồi những cái lá mềm, nói chung là nó ăn chất xơ để nó mát ruột. Còn chất thô thì các bạn biết rồi, cám ăn thẳng, cám của gà, cám ngô nghiền, cám liên hoàn, rồi cám đậm đặc, rồi tất cả những cái thành phần, đặc biệt là nó ăn cả cát, ăn cả đất. Đấy, nó ăn tự chất bác hình, các bác hình dung như con ngỗng, con ngan, con gà ăn như nào thì nó ăn được như thế, thậm chí nó còn ăn được cả những cái thứ tạp hơn. Đúng không ạ? Vậy vì chi là nó ăn rất là tạp và rất là dễ nuôi, đặc biệt là các bạn tận dụng cái nguồn thức ăn ở nông thôn. Còn cách xây dựng chuồng trại như thế nào thì trên màn hình nhỏ các bạn thấy không? Xây xây đường biên bờ bao lửng lên và hàn khung sắt như thế này. Chiều cao của cái bề mép trên cái xà xanh kia thì các bạn nên để ở cái mức độ là 1,3 m đến 1,5 m. Đấy, thì đà điểu nó không nhảy qua được, nó cao hơn cái gầm bụng của nó. Đặc biệt là các bạn lưu ý các bạn không nên dùng lưới B40 nhiều. Bởi vì là lưới 40 các bạn nếu mà các bạn xây nửng lên tầm 1 mét hoặc là 80 phân các bạn mới răng lưới 40 thì được. Bởi vì con đà điểu nó ngốc nghếch lắm, nó ngố nghế lắm, nó thò đầu vào những cái lỗ đấy trong cái giai đoạn tầm 10 15 cân, nó sâu kim vào những cái lỗ đấy chẳng hạn. Mà chuồng nuôi đà điểu các bạn lên để thoáng nhé, các bạn không lên xây tường bao vút tầm lên. Nó rất là hạn chế tầm nhìn. Bởi vì là nhiều khi mật độ mặt bằng có thể là vừa phải nhưng mà các bạn để thoáng ra thì nó sẽ là đà điểu nó sẽ nhanh lớn hơn. Đấy, các bạn thấy chú đà điểu đực đi rất hiên ngang và mùa sinh sản nó rất có thể là rất là tợn. Các bạn lạ mà có thể là nó sẽ tấn công. Đấy, nếu như nhân viên quen thì không sao. Đấy, các bạn nhìn chân và mỏ rất là đỏ, lông màu đen sẫm đúng không ạ? À, câu hỏi tiếp theo là nuôi đà điểu thì có lãi không? Có lãi bằng gà, bằng lợn và bằng các con vật khác hay không? Và lãi như thế nào? Thì báo cáo với các bạn là theo như nghiên cứu thống kê và khảo sát thực tế ấy, thì một hộ nông dân người ta nuôi là nó sẽ cho lãi suất dao động từ 2 triệu cho đến 5 triệu. Đấy, nó rất khác biệt ở chỗ là các bạn nuôi không được để hụt đầu con và các bạn có nguồn thức ăn tận dụng vốn có.
và các bạn biết xử lý cái đầu ra của các bạn tự mổ, các bạn tự làm giò, tự bán thịt, tự tiếp thị, tự đưa vào những các siêu thị, các nhà hàng, thì các bạn sẽ có lãi rất là cao, có thể là lên 4-5 triệu. Còn nếu như các bạn nuôi đến cái ngày bán thương phẩm thì các bạn có thể là lãi 2 đến 3 triệu, tùy vào thời giá, thời cuộc, tùy vào cái cách nuôi của từng người, kỹ thuật nuôi nữa đúng không ạ? Nhưng chắc chắn là nó sẽ có lãi sau 7 8 tháng các bạn ạ. Đấy, nó không, cái đầu ra của nó rất ổn định, bởi vì nó không, giá cả nó không bấp bênh như là lợn gà, như các vật nuôi khác đúng không ạ? Và đặc biệt là cái giá trị thịt đà điểu thì nó không có nhiều những cái chất như là như thịt bò, thịt lợn, nó ảnh hưởng đến sức khỏe như là như người ta hay đang nói, đà điểu bao giờ nó có cái độ an toàn về sức khỏe hơn. Tất nhiên là cái này tôi không chuyên sâu. Cái câu hỏi thứ 8, câu hỏi thứ 8, câu hỏi thứ 9 là các sản phẩm từ đà điểu và giá thành như thế nào. Thứ nhất là quả trứng thì các bạn có thể là dùng vỏ làm nghĩ kệ, trứng thì có thể là ăn như trứng ngỗng hoặc là chế biến thịt băm, rau rồi mộc nhĩ rồi các thứ đúng không ạ? Thịt thì bán như thịt bò 250 một cân, trứng đà điểu thì có thể là trứng ăn thì có thể là từ 250 đến 300 400. Rồi bộ da của nó có thể là bán 500 một bộ, bộ lông rồi bộ bộ móng của nó, tất cả những cái sản phẩm nó không bỏ một cái gì cả. Riêng con đà điểu từ bộ khung xương, các quán phở rồi các vấn đề, mọi mọi cái chi tiết bộ phận đều có giá trị của nó, về giá trị về văn hóa, giá trị về thẩm mỹ, rồi giá trị về dinh dưỡng đều có cả các bạn ạ. Giá thành của nó như vậy các bạn nhé. Cân hơi của nó dao động từ 75 đến 90 đến 10 đến 11, tùy vào cái thời điểm, mùa Tết, mùa làm giò có thể lên đến 10 11. Tính mỗi một con một tạ là có thể lên đến 10 triệu, trên dưới 10 triệu các bạn nhé. Cái câu hỏi thứ 10 là câu hỏi rất quan trọng, là một số lưu ý khi nuôi con đà điểu là như thế nào. Thì cái bài này, thì câu hỏi này nó rất là rộng, thì tôi cũng trả lời cái vắn tắt và nhanh. Thứ nhất là các bạn không nên cho nó ăn những cái, phải những cái thứ linh tinh, ví dụ như là mảnh sành, đá sắc nhọn, que củi, nó làm cho đau họng, đau diều, chậm lớn đúng không ạ? Thứ hai là các bạn không nên cho nó uống nhiều quá canxi, nó bị viêm khớp, sùi khớp, thiếu cũng bị thừa, cũng bị viêm cùi. Mà lúc nhỏ là các bạn không nên cho ăn quá nhanh lớn, để nó có thể là nặng quá, chân nó không phát triển kịp, nó liệt. Hoặc là các bạn lưu ý là các bạn để nó đi ỉa rồi nó lạnh bụng, các bạn lên cho ăn kèm với viên B1 và uống B complex, rồi giải thảm, giữ nhiệt độ từ 27 đến 33, 33 độ. Và đặc biệt là không nên để hỏng cái độ bộ chân của nó. Bộ chân hỏng là do các bạn để đá, hộc đá này, hố sâu, cột rồi hoảng loạn, do đánh nhau, do mắc phải lưới, do mắc phải, nghĩa là do cái di chuyển của nó không không được chủ động, do tiếng động, tiếng còi ô tô bất thình lình, do con của khác lùa đuổi, nó làm chạy hoảng loạn mà nó ngã, nó trạch khớp, thì các bạn nên giữ cái đôi chân của nó đấy rất là tốt đúng không ạ? Rồi rất nhiều những lưu ý khác. Ở cái bài lưu ý này tôi sẽ có một video riêng đăng tải trên cái kênh Chim Cú Gáy Hay, có cái file về con giống đà điểu. Cái câu thắc mắc tiếp theo là câu hỏi là thứ 11 là mua con giống đà điểu ở đâu và cách thức mua thế nào. Thì các bạn lên mạng tìm hiểu ai đăng nhiều. Chú ơi, Vâng. cháu chuyển chuyển cho chú ơi nhá. Thì bao tiền rồi? Cháu lấy 4 con thì cháu chuyển 8 triệu tư, thì chú cho cháu 100.000 coi như là lại lộc cho cháu để tăng cho nó mau lớn à. 8 triệu tư à? Thì chú bảo là 4 con thì 8 triệu rưỡi, thì cháu gửi chú 8 triệu tư rồi. Ừ, được, đúng rồi, đầu năm ra lộc. Đấy, đầu đầu năm thì chú lại lộc cho cháu đấy, thì coi như là tiền cám để cho nó nhanh lớn vậy. Đúng rồi. Đấy thì đây cháu 8 giờ sáng cho chuyển rồi, thì địa chỉ lung tung là cháu nhắn ở trên Facebook cái nick của Tuyến đấy chú, vào chú đấy xong thì chú xem thì chú gửi cho cháu nhá. Mà chú gửi ngay trong ngày không chú, để cháu biết chuẩn bị để Hôm nay chưa gửi được đâu, tại vì nó phải đảm bảo gửi cho bạn mình, con giống nó phải đàng hoàng. Vâng, thì hôm nào chú gửi được thì Rồi, tâm lịch trình của mình thì nó rơi vào tầm khoảng 15 âm lịch này là mình sẽ gửi cho một vài người, thì mình sẽ bố trí gửi cho cậu luôn. 15 âm lịch nè chú. Rồi rồi rồi. Cứ Vâng làm vâng vâng. chuồng sạch sẽ đi, thắp bóng điện, giải mua mua cái thảm nhá, cái thảm giải nhà cái lện đấy.
Rồi. Cái loại này là nó mình phải giữ nhiệt cho nó khoảng tầm 30 độ mới này cho mua cái cám gà mảnh loại gà tốt nhá. Rồi. Cái này mua cái thuốc uống gà, cái loại thuốc bê complex để cho nó ấy, và mua mấy ít cái rau muống sạch để chuẩn bị thái cho nó ăn. Rồi. Để sẵn một vài bao cát, nếu mà hôm nào nắng thì phơi khô đi, xong để đóng vào đấy, lúc nào nó khoảng 20, về nhà mình khoảng 20 ngày sau thì mình bắt đầu giải cát vào, bỏ lên đi nhá. Vâng. Đấy, một số cái lưu ý, lồng chuồng thì che kín vào, tránh chó mèo nó vồ mất con 2 triệu bạc ký ra nhá. Vâng. Cháu bảo chú, khi nào chuyển được thì chú điện cho cháu nhá, báo trước cho cháu để cháu chuẩn bị nhá chú nhá. Rồi, ok. Alo. Anh ơi, bên mình đạt hiểu giống có chứ anh nhỉ? Có rồi, bắt đầu có rồi, mấy em nữa xuất được. À thế hả? Em ở Điện Biên cho em đăng ký 2 anh nhé. Đăng ký thì phải đặt tiền đi. Đặt tiền à? Vâng, thế thì anh có thể chuyển tài khoản cho em chuyển tài khoản trước cho anh. Đúng rồi, ai thế thôi, cái này nó là của viện, nên ra là nó của tập thể. Cái này nó không như cái con khác, còn ở đâu cũng có, ở đây chỉ có mỗi ở đây có. Thì Điện Biên là bạn ở chỗ nào nhỉ? Em ở Trục Chính thôi anh ạ, xe đi qua. Xe Hà Nội đi qua đúng không? Vâng. Hà Nội Điện Biên đúng không? Vâng, xe Hà Nội Điện Biên ngày... Đến hai con à? Ngày... Mấy con? Em lấy hai con mới thử thôi. Hai con gửi đến Điện Biên là 4 triệu rưỡi, cả cước, cả tất trọn gói. À là... ấy là anh? Là con là được được nó có được gần 2 cân một con rồi, nó đảm bảo rồi, nhỏ vaccine bác tiết rồi. À vâng. Ừ. Thế thì nhưng mà em sẽ thanh toán cho anh hình thức gì đây anh? Đọc chưa? Thì em chuyển khoản đủ cho anh, để lại số điện thoại địa chỉ anh gửi lên cho gì đâu. À, vâng, nhưng mà mấy hôm nữa là có anh. Lịch của bọn anh là nó rơi vào tầm ngoài 15 âm thì sẽ bán. À vâng. Ừ. Thế thì em cứ chuyển cho anh một nửa cho nhanh nhá. Ờ một nửa cũng được. Vâng, thì nếu mà nhận được hàng thì em lại chuyển tiếp cho đấy, anh. Đây, cái thông tin ở cái trang đấy em cứ lấy tài khoản BIDV hoặc là ngân hàng nông nghiệp được. Anh là Vũ Văn Thao nhé. Vâng, nhưng mà nhận được tài khoản thì anh có biết là em gửi không? Có chứ, em cứ báo số lửa tiền đấy là em cứ chuyển 2 triệu 3 đi. Tại vì có phải ai cũng chuyển 2 triệu 3 cho anh đâu. À, vâng, thì nếu mà chắc cái gì anh? Chắc là chắc anh đơn vị bán bao nhiêu năm nay rồi sao không chắc. À, vâng. Thế số tài khoản của anh vào đâu rồi anh nhỉ? Thế em xem ở trên mạng đấy, ở cái video đà điểu con giống trên cái kênh chim gáy cô gái hay đấy. Bây giờ anh gửi tin nhắn cho em nhá. Vâng, thế anh gửi tin nhắn cho em được. Rồi, anh gửi anh gửi ngân hàng công thương BIDV nhá. Ngân hàng nông nghiệp đi anh. Nông nghiệp cũng được. Rồi, anh gửi luôn cho. À, nhưng mà em hỏi thêm tí nữa. Ừ, nói đi. Là, vâng, thế có em muốn lấy một trống một mái được không anh? Được. Vâng, thế này anh cố gắng anh chọn cho em một trống một mái. Ừ, được rồi, cái đấy anh em có chuyên môn phần nào thì cũng hơn những cái việc mình gửi bán. Đa phần người ta nuôi chơi một vài con, người ta cũng yêu cầu như thế mà. Vâng. Thế thì anh cứ gửi tài khoản cho em, gửi tiền cho. Ừ, đúng là chuyển thông báo tới, tớ làm phiếu được nhé. Vâng. Alo. Anh à? Ừ. Em vừa chuyển tiền cho anh rồi nhé. Ờ đúng rồi, ok, có báo rồi đây. Vâng. Ừ. Anh Em đọc địa chỉ, anh làm phiếu luôn. Vâng. Em tên Hoàng. Hoàng, cái gì Hoàng đây? Lương Hoàng. Hoàng. Ok. Bản là Nhạn, xã là Nhạn. Bản Na Nhạn ạ. Là Nhạn. Xã Na Nhạn, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên. Ờ. Vâng. Nhà em ở ngay đầu thành phố, qua nhà em mới vào thành phố mà. Ừ. Xe nó đi qua. Em hướng gợi ý cho anh đi xe nào hay qua cho em? Xe nào cũng qua nhà em hết anh ạ. Xe từ Hà Nội Điện Biên là xe đầu tỉnh luôn à? Vâng, qua nhà em hết mà, nhà em ở đầu thành phố, qua nhà em mới vào được. Ờ, ok, thế là dễ gửi. Anh gửi hay gửi ở xe bến Mỹ Đình à? Ờ, Mỹ Đình. Vâng, anh nhớ cho em con đực con cái nhá. Ờ, rồi yêu cầu một trống một mái. Rồi ok, vâng, em cảm ơn anh. Ừ. Rồi. Rồi ok.
nghe chị ơi. Ừ, thế chị lần này chị không lấy cái đệm nữa thì gửi cho em 10 triệu 500 phải không? Okay. Không, cái cước này, cái thùng xốp này với cái thuốc này chị lấy thì là 800, còn không lấy lệnh thì là 1 triệu kia, còn nếu không lấy lệnh là 800 chị nhá. Ờ, không lấy lệnh là 800 thì thế em lấy thuốc, cái loại thuốc cho chị nhá, khỏi rồi, rồi ok chị. Alo. Ôi, em không gửi cái số tài khoản lại cho chị để chị gửi. Rồi rồi, em gửi luôn bây giờ cho. Em có số tài khoản của đồng tư luôn. Em có cái ngân hàng công thương đấy, nó cũng dễ gửi mà. BIDB đấy. Ừ. Đấy nó liên kết rộng lắm. Em gửi luôn cho. Mà chị lấy bút đọc, em đọc luôn cho này. Em chuyển, em gửi đi chị không. Rồi, em gửi tin nhắn cho vào. Vâng. Vâng. Alo. Alo. Vâng. Anh à, cái na điểu giống nó có cho anh. Mấy hôm nữa bắt đầu bán ra được. Còn có loại 2-3 cân rồi. Một loại to to dễ nuôi, mình chưa nuôi bao giờ. Không, nó bây giờ nó chỉ tầm con nào nó kém lên là sau một tuần đầu nó đã kém rồi, còn cái tầm nửa tháng 20 ngày nó ok rồi. Em sợ về úm mình thì chưa úm bao giờ, đúng là nó khó anh ạ. À. Thế thì đợi 2 tháng nữa thì mua nhá. 2 tháng nữa à? Ừ. 2 tháng nữa là có đồng. Cái con tầm 2 tháng nữa là con được mấy cân rồi anh? 8 cân, có 5 cân, có 10 cân, có. Cái loại 5 cân là nuôi là chắc chắn rồi đúng không? Anh thả, ừ. Em thả giờ ra ngoài vườn. Rồi rồi, rồi. Chắc chắn rồi, 5 cân là ok rồi. 5 cân là bao tiền con anh? Nó rơi vào tầm 2,5 triệu con. Đấy, báo giá sau thì nó theo giá nó thay đổi từng ngày một, từng thời điểm. Và đây năm ngoái mấy ông anh em mua rồi bác mấy con có to mà nhìn thích lắm. Mua của ai? Mua của anh. Nó ở tận đâu? Mua ở đâu? Ở dưới Hà Nội này. À, mấy con à? Năm ngoái mua mấy con? Mấy con, mỗi anh em mua ông cả mua 3 con, ông già mua 2 con, à. Mua 5 con về chia nhau. Tết vừa rồi thì thế rồi. Gửi thùng xốp thôi về à? Và gửi thùng xốp đấy. Chỗ nào Hà Nội? Yên Sở, Hà Nội. Thế là nuôi 5 con, chẳng một con nào được thịt đất, còn kêu cái gì nữa. Ông ấy mua to, ông ấy mua nó mấy cân rồi. Năm ngoái, tầm năm ngoái chắc được 4-5 cân thôi. Vâng, 4-5 cân đấy, nuôi về Tết thịt. Tết thịt bán, con thì ăn, con thì bán, cả bò ăn, con cũng hết. Có lãi không? Được không? Em có biết đâu, em thì vườn em nó rộng rộng, năm ngoái có với nuôi, mình nhìn thấy hay, năm nay ngồi nghĩ mà thả mấy con đà điểu vào, cho bọn trẻ nhà em gần trường học, trẻ con nó ngắm, ấy, còn lãi hay không em có biết đâu, có để ý gì. Tốt, các cháu học sinh đấy, cho trẻ con ngắm đà điểu đi. Mình cứ thích thích thì đi qua nó ngắm nuôi bảo. Mà chắc chắn thì cứ tầm một tháng nữa nuôi thì nó tầm được 4-5 cân thì nuôi. Và bây giờ thì nó cái hàng nở ra được 15-20 ngày là anh em nó còn tranh nhau, nó đặt tiền tranh nhau mà... ai không có tiền thì không, chắc là không đến được. Bởi vì bây giờ cái người nuôi nhiều, con giống thì cả cái miền Bắc này mà trung tâm nó ra chỉ có số lượng như thế thôi, bố mẹ đẻ cả kịp. Và đây em lấy số của ông anh Giai năm ngoái mua của bạn. Chỉ số về là số ấy... đâu thì số để trên mạng gần như chỉ có mỗi cái số này là đại diện để bán ra thì có đâu. Và... làm gì có, người ta có người ta mới đăng nên làm gì có ai có đâu. Có mấy cái cánh bọn miền Nam nó gửi ra này, toàn cái bọn nó còn giống nó nhỏ mà nó cái chất lượng với mọi vấn đề là nó không thể so bì được. Thôi mình cứ ở miền Bắc, mình mua miền Bắc cho nó lành. Nó ngã nước ra, ngã nước hoặc là một số những cái đơn vị gì đó. Nam miền nước thì miền Nam nó bảo hành không có, nhưng mà thực tế lúc mình cần hỏi cái gì nó khó. Đúng rồi. Hai nữa là cái này thì mình mới nuôi thì mình cứ để nó cứng cứng tí. Tầm 3 cân, 3 đến 5 cân là nuôi được rồi.
Đấy, em cứ mua loại tầm 3, 5 cân khi mà thả ra vườn nó chạy được luôn rồi. Thả ra vây lại chạy luôn. Loại này thực ra nó cũng ấy mà. Nó cũng dễ nuôi không, mình cứ nghĩ ngợi nó gây gớm. Nhưng mà thực ra nó lở ra nó đã chạy như con ngỗng con rồi. Và không phải, căn bản là mình chưa nuôi những loại này bao giờ. Gà khóe mình chưa nuôi nên là mình không có kinh nghiệm hay không. Mình cần phải mua to à? To chắc gì, nhiều khi con to nhưng chưa chắc là hay bằng cái con nhỏ đâu. Thì con nhỏ nó lại thích nghi mình ngay từ khí hậu nhà mình, vườn nhà mình rồi. Cách nuôi mình từ nhỏ, nở trứng, bóc trứng hay là như nào. Hoặc là thì nếu có to rồi thì nó lại phải thích nghi, chuyển đổi từ cũ sang con mà nở được từ 15-20 ngày thì bác bán bao tiền? Con đấy giờ bán 2 triệu. Rồi cứ chơi mẹ con to à? To lên tầm 15, à 1 tháng nữa, 20 ngày. Rồi, okay. Tháng này em gọi lại bạn. Nhá. Ok bác, rồi em cảm ơn nhé. Alo. Alo, anh à, chào anh. Vâng, vâng. Chào, chào. Vâng. Ồ, hỏi thăm anh một chút, cái tin 10 con đà điểu thế nào vậy anh? Là, cũng báo ra mừng là về khỏe hết. À. À, khỏe hết luôn. Hôm giờ, đúng ra thì nó để ra nó đúng ra là bữa sáng 21 là tính đi đó. Vâng. Ê, sáng mùa thứ năm là tính đi nhưng mà qua ngày thứ tư là nó đã điện rồi, điện xuống là trong khoảng 9 giờ 9-10 giờ trưa bắt đầu mới bay đi xuống dưới. À, xuống dưới dẫn hồi 2 giờ. Rồi. À, dẫn 2 giờ rồi mở ra thấy khỏe. Rồi cái bắt đầu mới đi chuyến xe về tới Bình Phước, tới Bù Nho Bình Phước á. Vâng. Thì thấy ra có 2 con nó về tới nhà mở ra, 2 con nó hơi mệt không? Dạ. À, cũng hơi lo. Thế là đi từ miền Đông xuống Bình Phước mất bao nhiêu tiếng? À, mất có 3 tiếng mấy, rồi 4 tiếng. À, thế là nhận ở miền Đông nó có mở ra tí nào cho nó hay nghe không? Có, tới miền Đông là mở ra cho nó uống nước, ăn uống, rồi nó thấy nó tỉnh tỉnh khỏe, cái bắt đầu đi tiếp. Vâng. À, về tới nhà thì đúng trời mưa nữa. Trời về tới nhà nha, nhà mưa. À, mở ra xem thì thấy nó hơi mệt mệt đó, rồi cái cũng hơi lo rồi tới chừng buổi đêm tới sáng mình cũng theo dõi đêm tới sáng cái nó khỏe khoắn lại hết, thấy mừng. Vậy là như vậy là như thế là anh em mình qua một cái việc là anh em mình là 1-2 cái người dân Việt Nam không biết mặt nhau nhưng qua cái kênh mạng là anh đã tin tưởng tôi đúng không? Đúng rồi. Anh bảo là anh rất là điều kiện không có này, anh chuyển qua bưu điện cho tôi là bao nhiêu tiền nhỉ? 21 triệu. 21 triệu tôi ra bưu điện tôi nhận. Bình thường là tôi hay nhận qua tài khoản nhưng mà anh không có tài khoản. Nhưng mà sau khi anh chuyển cho tôi 21 triệu thì là tầm phải đến 1 tuần sau nhỉ? Một tuần sau tôi sẽ bố trí là cái con đà điểu giống là nó phải thuốc thang, vaccine rồi nó phải cực kỳ đảm bảo. Từ ngoài Hà Nội này vào đến bến xe miền Đông rất là xa thôi, rất là xa xôi. Nhiều người nghĩ là cũng chưa chắc đã là dám làm như anh. Tôi nghĩ anh là cũng rất là can đảm. Cái này cũng là cũng cái thử thách cho tôi đó, thử thách nhưng mà đạt thành công. Đúng rồi, chỉ có những người dám mạo hiểm, những người dám đối mặt với sự thật. Bây giờ là anh đang sở hữu 10 con đà điểu rất là khỏe mạnh, đúng không? Rất khỏe mạnh. Mà nhiều người khác không dám mua, và chắc ông này ông nghĩ ta cái này ông có gửi hay không, hay là tiền nong mình có bị gạt, bị lừa hay không, rồi vào đúng rồi, đúng vậy đó, đúng vậy đó. Lúc đầu nó có bị chết hay không mà báo cáo với anh là anh cũng là một trong những số khách hàng là cũng có một vài người như anh đấy, cũng nhiều đấy. Họ cũng gần như là ăn nằm ở nhà nghỉ gần ở bên cạnh miền Đông luôn. Thì cái kinh nghiệm của tôi là tôi muốn là vào đến miền Đông là các anh phải mở ra cho nó nghỉ ngơi uống nước cho nó thoải mái là điều. Tại vì thực ra nó ở trong một cái hộp kín như thế mà đi hơn 2 ngày, gần 2 ngày đường, đường xa mấy ngày trời mà nó rất khỏe, thậm chí xuống mở ra thấy nó lên không có gì hết. Thực ra là về đến miền Đông nó vẫn khỏe, thế nhưng mà nếu như nó chịu thêm 3-4 tiếng nữa về đến Bình Phước đúng không nhỉ? Cũng không sao. Anh thấy địa chỉ khác ở đâu nhỉ? Bây giờ để cho địa chỉ chính xác rồi sao nhà anh em mình có liên hệ nhau không? Ở số nhà là 1570 đường 327. Vâng. Thôn 5. Vâng. Xã Long Tân. Dạ vâng. Huyện Phú Riềng. Vâng. Tỉnh Bình Phước.
Bình Phước nó thuộc ở trong trong đấy, nó thuộc miền gọi là theo khu vực nào mà miền Đông Nam Bộ á, miền Đông Nam Bộ. À ok ok miền Đông em.